Đêm qua, tại lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Lionel Messi mang đến màn trình diễn đẳng cấp Champions League với cú đúp bàn thắng lẫn kiến tạo. Ở tuổi 35, siêu sao người Argentina là cầu thủ duy nhất tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cho đến hiện tại đã vượt cả mốc 10 bàn thắng lẫn 10 kiến tạo. Trong khi đó, chỉ cuối tuần trước, Cristiano Ronaldo, đối thủ lớn nhất trong đời Messi, vắng mặt trong trận đại chiến MU đối với Chelsea do án phạt nội bộ. Hồi giữa tuần, lão tướng người Bồ Đào Nha lại khiến dư luận một phen xâm xì vì hành động vùng vằng từ chối ra sân và bỏ về ở những phút cuối trận gặp Tottenham. Chỉ hơn một năm về trước, tình thế của hai siêu sao đã thống trị bóng đá thế giới hơn chục năm qua hoàn toàn khác. Ronaldo trở về mái nhà Old Trafford trong vòng tay nô nức của người hâm mộ thân quý. Trong nỗi hoang mang tột độ của kẻ lạc lối trong hầm tối, CR7 giống như tia sáng lóe lên chỉ dấu cho hy vọng phục sinh của quỷ đỏ. Không chỉ có vậy, pha quay xe ngay trước đại sảnh Etihad càng khiến người hâm mộ MU phấn khích, như thể họ vừa xỏ mũi được kẻ láng giềng lắm điều xấu tính. Thậm chí, có ý kiến cho rằng pha chuyển nhượng của Ronaldo giống như cú ngược dòng của MU trước Man City và đem tầm vóc vĩ đại tương tự trận cầu kinh điển tại chung kết Champions League 1998-1999 tại Camp Nou. Vẫn là Camp Nou, hơn 20 năm sau, cú ngược dòng vĩ đại của quỷ đỏ thành Manchester trước khung sám Bayern Munich chứng kiến cú sốc lớn và tạo ảnh hưởng không kém. Đó là những giọt nước mắt chia ly của Messi, cậu thủ trưởng không bao giờ rời Barca. Thậm chí đến chính bản thân anh ngay trước biến cố cũng chưa bao giờ hình dung về việc chia tay Los Blaugrana. Mới đây, chính Sergio Aguero, cậu bạn thân luôn ở chung phòng khách sạn với Messi mỗi khi tập trung đội tuyển Argentina, tiết lộ rằng suốt thời gian tham dự Copa America, La Pulga luôn cất chiếc áo thi đấu Barca để chờ cơ hội chụp ảnh thông báo ký mới hợp đồng. Cứ 3-4 ngày, anh ấy lại nói với tôi: "Chà, có lẽ tới sắp ký hợp đồng mới, cậu phải chụp ảnh cho tớ với áo đấu Barca đấy nhá." Và đương nhiên rồi, Aguero tiết lộ. Thế nhưng, rốt cuộc thông báo được gửi đến Messi là Barca không đủ khả năng tài chính để ký hợp đồng mới với anh. Đồng nghĩa, La Pulga phải chia tay với đội bóng anh đã gắn bó từ thuở thiếu thời, theo cái cách thật đau đớn. Sau đó, siêu sao người Argentina quyết định ký hợp đồng với PSG, đội bóng chọc phú Petrodollar, và tiếp tục hưởng mức lương cao bậc nhất thế giới. Như một định mệnh, sự nghiệp của cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu lại có những bước ngoặt trái ngược nhau ở cùng một thời điểm. Nếu như Messi phải rời xa tổ ấm và ký một bản hợp đồng sặc mùi tiền, thì Ronaldo trở về mái nhà xưa như một người hùng và câu chuyện chỉ xoay quanh tình yêu thầy trò, bạn bè, đồng đội và người hâm mộ. Trở lại với hiện tại, tình thế của Messi và Ronaldo đang đảo nghịch. Nếu như La Pulga ngày càng chinh phục người hâm mộ thành Paris, thì CR7 lại bị quay lưng tại chính nơi mà anh đã là biểu tượng. Tất nhiên, Ronaldo lớn hơn Messi 2 tuổi, và 2 năm nữa ai khóc Messi chăng? Dù vậy, vấn đề không chỉ nằm ở thời gian và tuổi tác, vấn đề là cách hai siêu sao chọn lựa con đường. Ronaldo luôn muốn là số 1 và bất chấp thời gian đã in hẳn lên sự nghiệp. CR7 không muốn địa vị bị xâm phạm, thế nên trước khi MU quay lưng, chính Ronaldo đã quay lưng trước để kiếm tìm cơ hội chơi bóng ở Champions League. Và từ đó, tất cả nhận ra siêu sao người Bồ Đào Nha yêu sự nghiệp bản thân, yêu vị thế tại đấu trường danh giá nhất châu Âu hơn là một đội bóng. Một chi tiết nữa được đề cập, Ronaldo đồng ý quay lại MU nhưng từ chối trở về Sporting Lisbon, đội bóng chắp cánh để anh bay cao trên bầu trời bóng đá. Ngược lại, Messi luôn tâm niệm một ngày nào đó được khoác áo đội bóng quê hương Newell's Old Boys trước khi giải nghệ. Thế nên, trước khi để thời gian bắt kịp và dập vùi Tây Tạng, La Pulga có lẽ đã trở về cố hương vui vẻ tương phùng với chúng bạn thuở thiếu thời. Và thực tế, PSG cũng không thừa thãi ngôi sao. Neymar và Mbappe không chỉ trẻ trung, sung mãn hơn Messi mà còn luôn khao khát chinh phục quả bóng vàng. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân khấu chứng minh bộ ba này đang ngày càng hòa hợp và ăn ý trên hàng công. Bất chấp sự vùng vằng của Mbappe, thống kê chỉ ra từ đầu mùa, La Pulga đã kiến tạo cho người Pháp ghi 5 bàn, Neymar ghi 4 bàn. Nói cách khác, Messi chính là chất keo dính hai cá tính có phần ngổ ngáo là Neymar và Mbappe. Anh chấp nhận lùi lại một chút để nhường sân diễn và hỗ trợ đàn em tỏa sáng. Ronaldo không có phẩm chất hy sinh ấy. Hình ảnh CR7 muốn để lại trên sân là những khoảnh khắc bùng nổ để ghi bàn. Cho nên thời cuộc đổi thay, Ronaldo mãi loay hoay trong hào quang quá khứ.